bước lại đằng kia, úp mặt vô tường. Bước lại đằng kia, úp mặt vô tường cho mẹ lẹ lên. Rồi, khoanh tay lại. Đứng lên, khoanh tay lại. Đứng mà còn làm biếng nữa hả? Chạy đi. Khoanh tay lại. Dạ chay. Dạ chay. Say it out loud, I want to hear your voice. Dạ chay. Dạ mẹ. Tại sao con lấy giấy ở trong bồn cầu, con xé con dục hết ở trong bồn cầu? Hên là con chưa có dội á. Con mà dội một cái là cái bồn cầu nhà mình hư. Lý do. Khoanh tay lại. Tại sao chơi như vậy? Chơi như vậy có vui không? Vui không? Trả lời. Dạ. Có vui không? Con vui nhưng mà mẹ không vui. Ủa tại sao không khoanh tay lại? Sao con giỡn mặt với mẹ vậy chứ? Từ giờ về sau không được làm như vậy nữa, nghe chưa? Cái miệng đâu? Không. Trả lời, ý là mẹ hỏi là cái miệng đâu là phải nói chuyện lên chứ không, không ai hỏi cái miệng đâu, ai cũng biết cái miệng nằm ngay chỗ đó hết á. Chạy đi. Khoanh tay lại. Dạ chay. Con chay này hình như nó giỡn mặt nè. Con giấy nó giỡn nè. Dạ chay. Dạ, lớn lên. Dạ mẹ. Không được chơi như vậy nữa, nghe chưa? Okay. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Con biết con chơi như vậy là cái gì không? Thứ nhất là con sẽ làm hư cái bồn cầu nhà mình. Thứ hai là con hoang phí giấy. Con hiểu không? Ừ. Khoanh tay lại. Con nói con dạ hiểu mẹ. Nói dạ hiểu mẹ. Dạ hiểu mẹ. Xin lỗi mẹ đi. Con này nó giỡn mặt ta ơi. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Mai mốt con không dám nữa. Từ hồi sáng tới giờ là quậy mấy lần rồi. Hồi sáng này là quậy cái gì nè? Hồi sáng này cái bánh đang để trên bàn xé, đem phá chơi vậy đó, đem mở cái bánh ra phá chơi vậy đó. Dục bánh tùm lum vậy đó. Còn bây giờ lại chơi cái kiểu này. Chơi cái kiểu gì mà lạ lùng vậy? Vui vui thú gì ba cái kiểu mà chơi lạ lùng vậy? Cái gì? Con chơi con làm vậy á hả? Không được làm như vậy nữa, nghe chưa? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Không ấy là mẹ quýnh đó. Nghe không? Nghe. Dạ nghe. Dạ nghe. Ủa chứ mẹ nói chuyện con mà con nằm gì kì vậy trời? Trời ơi con đang làm gì vậy? Nó nằm ngủ. Ủa mẹ nói chuyện với con mà con nằm ngủ hả? Dạ. Trời đất ơi. Con ngồi vậy đàng hoàng. Con ngồi vậy đàng hoàng. Con gì? Con. Hả? Ngồi dậy đàng hoàng. Trời ơi. Cái gì trời ơi? Dễ với mẹ. Hả? Dễ với mẹ. Mẹ nói trời ơi hả? Dạ. Bó tay. Bó tay. Ngồi dậy. Ngồi dậy đàng hoàng. Quýnh vô cái đít nha. Ừ. Con nằm xuống là con muốn mẹ lấy cây quýnh vô đít phải không? Ừ. Vậy thì ngồi lên. Ủa chứ mẹ đang la con, mẹ đang phạt con mà con nằm con ngủ. Anh bị sắp là thánh đánh trống lãng luôn. Lại là một đứa đánh trống lãng nữa. Ngồi dậy. Không nha, bây giờ không giỡn mặt nữa nha, bây giờ lấy cái cây. Lấy cây. Không lấy cây ngồi dậy.
dậy. Không không không, tự ngồi dậy chứ không có giúp đỡ gì hết trời. Nó ngồi dậy, nó kêu help me cho ngồi dậy trời đất ơi. Baby. Không hát, không hát. Không hát. Baby shark choo choo, baby shark ba ba. Ta po po. À trời đất ơi. Khoan, khoan tay lại. Baby shark. Không có baby shark. Baby shark. Mẹ đang la con nha chay. Bây giờ nè, một câu chốt cuối cùng nè. Không được phá giấy ở trong toilet nữa, nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Nói đàng hoàng. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Con không phá nữa. Con phá nữa. Cái gì? Ôm mẹ. Hả? Ôm mẹ. Ôm mẹ ăn chi? Hả? Ôm mẹ ăn chi? Trời đất ơi, còn bày đặt cái lại ôm mẹ nữa. Còn có hôn mẹ chưa? Dạ. Yeah. Hôn mẹ chưa? Dạ, hôn mẹ 1, 2, 3. Rồi, hôn đi. Rồi, con nói làm sao? Mẹ mốt ba mập hôn 1, 2, 3. Vậy á hả? Dạ, ở rửa miệng. Rửa miệng hả? Rồi, trời. 1, 2, 3. Ghê quá. Ủa gì hung tôi xong nói ghê quá. Trời quá. Hả? Trời. Rồi con nói vậy đó coi được đời. 1, 2, 3. Thôi, thôi. Biết camera có quay hết không nữa. Trời ơi là nó hung tường luôn. Chịu không nổi với nó luôn cái con này nè. Ai mà la rầy nó cho được không ai? Không được làm như vậy đó nghe chưa. Thế lại hung tường. Thấy chú. Hung mới hung này. Cái đó là dây nịch. Dây nịch chị chạy ở siêu bộ. Đúng rồi, dây nịch để đeo, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, dây nịch để đeo đó đó. Đúng rồi, sao biết hay à? Dây màu hết rồi. Hết rồi. Chứ còn rồi. Mẹ bay bay coi. Tại sao? Tại sao? Mẹ mọc ra, mọc ra. Rồi cuối cùng là cái này mà la nó là thành cái gì đó, giỡn mặt với nó luôn đó. Cái này là tại vì á hả, đang quay cho cô chú coi là nó giỡn mặt như thế nào đó, chứ không phải là như vậy đâu. Cái ca này là ca nhẹ đó nên là tha thứ đó, chứ mà còn ca nặng hơn là mệt đó nghe, chứ không phải giỡn nghe chơi. Mom is black. Brown. Chơi gió thổi mát quá làm sao? Gió thổi mát làm sao? Vậy đó hả? Gió thổi sao? Gió thổi sao? À gió thổi con làm sao? Con làm sao? Đó, gió thổi cái con ghê ghê nó kêu mùm 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 đó. Gió thổi làm sao? Gió thổi làm sao? Đúng rồi, quạt cho mát. Trời ơi, đừng có làm rớt. Rớt vô đà rồi, tội nghiệp em ghê. Dơ em rồi. Bồng em đi vòng vòng, mình phải bảo vệ cho em sạch sẽ chứ. Đó. Hết rồi hả? Sạch chưa? Dạ. Giỏi. Gió thổi mát làm sao? Gió thổi mát làm sao? Gió thổi mát làm sao? Gió thở mát làm sao? Này sao? Chị mặc cái áo đẹp quá ta. Áo quá đẹp luôn á. Ai mua? Ngồi xuống hả? Mà gió thở mát làm sao? À, gió thở mát vậy hả? Con bị bù bù đâu? Bù bù đó. Quá trời bù bù không khắp cơ thể luôn. Con sợ ghê ghê bên kia. Mà sao nay gió dữ rồi ta. Đó đúng rồi. Đó ghê chưa. Thôi đi vô chơi ơi. Gió ghê quá. Chú làm á, gió ghê quá, đi vô chơi. Không.
Muốn ngồi đây hả? Con gì á? Ghê ghê hả? Đừng có để em vô đà xuống đất. Ờ, để ngủ đây. À, con tính lấy cái nhánh cây đó ra hả? Nhảy sau tới lấy. À, đứng lên đó lấy hả? Đứng lên đó để dối lấy hả? Hay quá ta. Không được đâu hả? Không được đâu. Vậy thôi, chia tay sớm bắt đau khổ. Gì vậy? Dối đâu nữa. Té, coi chừng té. Con nhảy. Con nhảy hả? Dạ, con nhảy. Con nhảy, con té đó. What's that? Cây lá đó. Dục lá. Dục lá hả? Dục lá. Trời ơi, chống nạnh đâu, chống nạnh cho mẹ coi coi, chống nạnh mẹ coi coi. Không quá. Sao? Con ngủ rồi. Baby con ngủ rồi. Ừ, ngủ được không? Ờ, miệng quá trời miệng luôn hả? Dạ, miệng đâu có nhiều dữ vậy? Làm nhẹ nhẹ thôi chứ ai mượn làm mạnh quá làm chi? À, sương môi. Sương môi. Sương môi cho vô đà luôn. Màu red hả? Màu đỏ hả? Ủa, mô phẹt của chay đâu ta? Chay mô phẹt. À, cô cô bấm bùm bùm cô nói chuyện với ai? Nói chuyện với chú. Cô nói chuyện với chú hả? Dạ. Chay, cái áo của chay màu gì á? Màu pink. Màu red, màu pink, màu gì nữa? Màu blue, màu green. Candy, gì con? Candy. Ừ. Candy. Thôi giờ đi vô nhà được chưa? Let's go break. Hả? Let's go break. Candy. Candy hả? Nói tiếng Việt với mẹ coi. Let's go mom. Hả? Màu đó là màu rainbow, tie dye. Con nói đi tie dye. Đúng rồi. Giỏi quá. Thôi đi vô đi con, bồng em đi vô đi con. Em vô đà ngồi đây. Ê, té, 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 té. Ngủ. Ờ, cho nằm ngủ đi. Con ru em ngủ sao? Con làm cho vô đà làm em bé rồi. Em vô đà làm bé sao? Con bồng vô đà lên sao? Con bồng vô đà làm sao? Đúng rồi. Ngủ đây. Ừ, ngủ đây đi. Rồi xong. What? Chùi cho em đi. Ok, chùi mũi. Trời ơi, chùi mũi luôn, gỡ gì ra. Ok, xong. Ok, xong chưa? Dạ. Để nữa. Ba bà của vô đà đâu? Hết rồi. Hết rồi hả? Thì chạy vô nhà lấy vô ba bà cho vô đà đi. Thôi đi vô nhà lấy cho em đi. Chạy vô nhà xong rồi chạy ra đây. Có làm xiên không? Không. Không hả? Không làm xiên hả?
Con nói đi, con làm biếng quá. Thôi, bỏ em vô hộp rồi đi vô nè. Không đi vô thôi, mẹ vô nha. Mẹ ngồi im đó hả? Be careful hả? Ừ, ngồi phải be careful, ngồi phải cẩn thận. Gió đó, gió thổi rồi cái máng này nó kêu cốt két cốt két. Không phải con ghê ghê. Con ghê ghê kêu bùm bùm mà. Sợ. Trốn trốn, ờ kia vô đài trốn đi. Trốn trốn vô hộp đi vô đài. Thôi đừng có cho em ngồi dưới đó. Mà gió thổi còn làm sao? Gió thổi làm sao? Có xe à? Ừ, xe. Xe quá trời xe luôn hả? Quá trời xe bên kia. Xe của ba màu gì vậy? Màu mộc lát. Đúng rồi, màu đen. Xe của chay màu gì? Nè, xe của chay màu gì? Màu white, đúng rồi. Hết ngồi bên kia rồi. À, hết ngồi bên kia rồi hả? Thôi đi vô chơi. Không, không, ngồi xuống kia. Trời, trời sao nói chuyện mẹ vậy? Con nói là mẹ ơi, mẹ ngồi xuống chơi. Xuống chơi chay. Ngồi chơi chay, đúng rồi. Tại sao con chỉ mẹ mà con nói ngồi xuống chưa? Ngồi xuống chơi. Con nói mẹ ơi, ngồi chơi chay chút nữa. Trời ơi, tôi đứng lên, nó ngồi xuống chưa? Trời ơi, được không? Ai ai tại sao? Tại sao? Tại sao sao? Tại sao cái gì chạy đi nhảy? Đỡ. Đó. Chạy. Chạy quy tại sao? Tại sao mẹ nhắn như vậy? À sao? Ừ. Khóa cửa nghe. Ừ, khóa cửa nghe. Tại sao lại ra, tại sao đi lại đi ra ngoài đó? Tại sao lại ra outside đó? Khóa cửa nghe đó. Cửa. Ừ. Trời, đứng chống nạnh này ghê không? Thấy ghê không? Nhắn đứng chống nạnh nè, thấy ghê chưa? Tại sao? Đó, hiểu chưa? Ai vậy? Con nói chuyện với ai vậy? Tại sao? Nói chuyện với tại sao hả? Rồi cuối cùng là tại sao? Tại sao? Rồi cuối cùng là tại sao? It's carrot. Hả? Say carrot. Where? Where's the carrot? Carrot. Đó, đâu phải. Cái đó là cái chai. Chứ đâu phải cái củ cà rốt. Cái đó nhìn cái màu giống củ cà rốt. Nhìn nó cà rốt. Carrot. Ờ. Rớt em hoài. Tội nghiệp em quá. Đi từ từ, đi từ từ, đi chậm chậm thôi. Nắng hả? Không phải carrot, cái đó cái bình nước không? Carrot. Thôi đi vô, ngồi đây ngoài ngoài. Không ngồi chơi. Thôi không ngồi, ngồi chơi nữa đi. Không ngồi, không bên kia nữa. Không. Thôi đi qua đây rồi. Đi qua đây là hết nắng nè. Nắng. Không có nắng. Quá trời nắng. Quá trời nắng luôn, nhưng mà đi ra bên đây là không có nắng. Đi vô đi. Nắng rồi nhưng ngồi đây. Ừ, đi qua đây ngồi. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống kia.
À, mẹ ngồi xuống đây nha. Mẹ ngồi Superman á. Mẹ sao con? I'm Superman. Trời. Mẹ chú ngủ đâu? Ngủ đâu? Cho vào đàn ngủ đâu? Chơi đàn ngủ đây, đúng rồi. Thôi chạy đi vô chạy chứ tự nhiên ngồi la cà hết lết bên này tới lết bên kia đi. Chút nữa bà già ta ba bắt ghê ghê bỏ vô, ta lấy người vô đà bỏ vô. Thấy á, đây gặp.